cây giống. Ngày hôm nay quanh trong cái chuyên mục là rất là nhiều gió và rất là nhiều mây đen đang kéo tới, và con có thể thấy là gọi là vẫy vùng mây đen, tức là chúng ta đang báo hiệu một cái mùa mưa sắp tới hả bà con ha. Và bà con cũng biết mùa mưa là một cái môi trường rất là thuận lợi cho sự phát triển của nấm bệnh và sâu rầy đồ này kia, nó phát triển mạnh vào cái thời tiết ẩm ướt như vậy. Nên là hôm nay thì Quang xin phép được chia sẻ với bà con trong một cái chuyên mục để gọi là ngăn ngừa nấm khuẩn ha, ngăn nấm và ngừa khuẩn để cho nó không có tấn công vào chúng ta. Như bà con cũng biết là cái nấm và cái khuẩn đó là nhiếm mà loại những loại có hại á, nó sẽ làm cho cây của chúng ta gọi là bị kiệt quệ về vấn đề sức đề kháng. Và nếu mà đối với cây mít hoặc cây sầu riêng á, nó sẽ dẫn đến cái vấn đề là bị xì mủ nứt thân, rồi thối trái, rồi rất là nhiều các cái vấn đề đây ha bà con ha, rồi ghẻ lá ở cây bưởi, rồi vàng lá, vàng lá thối rễ ở các cái cây họ cam quýt bưởi, rồi thối trái ở mít, rồi bị gọi là cái này gọi là gì ta, ghẻ ha, người nghe nói ghẻ ghê quá. Rồi đặc biệt là ở mít thì nó hay bị vấn đề sơ đen, rồi bị thối cuốn trái. Sầu riêng cũng vậy, bị thối trái các bà con, ở cái thằng ổi á nó sẽ bị chấm chấm đen. Khi ở vai trò là cái chuyên viên tư vấn thì Quanh cũng nhận được rất là nhiều các cái cuộc gọi của quý bà con hỏi về là bây giờ cây mít nó đang bị sơ đen là nhiều nhất, rồi tiếp theo nữa là sầu riêng bị thối trái, rồi cam bị ghẻ, bưởi bị ghẻ, rồi bị nứt cuốn, rồi bị nứt trái, vân vân, tất cả các nhiều vấn đề nó liên quan tới vấn đề là cái con khuẩn có hại ha bà con ha. Con nấm con khuẩn có hại. Vậy thì bây giờ trong cái môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nấm khuẩn thì ngày hôm nay con xin phép chia sẻ với bà con chúng ta một cái sản phẩm gọi là siêu áo giáp. Sản phẩm này là của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ ở cái dạng gọi là sinh học vi sinh ha bà con ha. Nên là khi chúng ta có sử dụng cái bạn này thì bà con cũng yên tâm đối với cái sức khỏe của mình. Cũng như là nếu bà con đang canh tác theo hướng hữu cơ thì bà con chúng ta vẫn đạt được cái tiêu chuẩn hữu cơ, không có tồn dư chất cấm là cái thứ nhất ha bà con ha. Vậy thì tác dụng của bạn siêu áo giáp này là gì? Tác dụng của bạn siêu áo giáp này giống như lúc nãy Quanh chia sẻ là nó sẽ ngừa được các cái vấn đề mà bà con thường hay gặp phải ở các cái cây như mít, bưởi, cam ha bà con ha. Thì nó sẽ có tác dụng là thứ nhất là đối với cái trái nó sẽ giúp là ngừa nấm trái và ngừa cái thằng ghẻ trái luôn ha bà con ha. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa sơ đen ở cây mít, ở cái trái mít của chúng ta, và ngăn ngừa thối cuốn trái và ngăn ngừa cái thối rễ và trái cái bì lá là những cái nào mà do cái khuẩn gây ra, và đặc biệt là nó ngăn ngừa cái bệnh thán thư ở cái lá sầu riêng. Và con cũng biết là ở cái cây sầu riêng chúng ta rất là dễ bị cái bệnh thán thư, và bệnh thán thư nó gọi gần như là phá hoại cái lá và làm cho cái bộ tàn bộ lá của cái cây chúng ta là bị hư hoàn toàn, và từ đó là làm cho cây của chúng ta chết dần chết mòn, chứ không phải là vi khuẩn nó tấn công vô cái nó chết liền nha bà con. Vi khuẩn nó len lỏi giống như cái con HIV vậy, nó cứ len lỏi nó phá đi cái hệ đề kháng của cái cây, và từ đó khi cây nó hết cái khả năng đề kháng rồi nó sẽ tự nhiên nó chết, và từ đó chúng ta sẽ không thể nào phục hồi được. Nên là bà con á, là một câu là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Nên là trong cái đầu mùa mưa này thì bà con nên sử dụng cái sản phẩm này á, là cái này thì nó khuyến cáo là định kỳ á, là 7 đến 10 ngày là chúng ta sử dụng một lần. Nhưng mà đối với trường hợp mà quý bà con chúng ta gọi là ngừa, vườn chúng ta sạch bệnh chúng ta ngừa, thì bà con chúng ta sẽ sử dụng khoảng 15 ngày một lần. Chúng ta sẽ phun vào chiều mát hoặc là sáng sớm đó bà con ha. Thì bà con chúng ta thấy là một cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho là xanh lá, và cái đối với những cái cây, những cái bạn như những bạn mít hoặc là những cái bạn mà chuẩn bị vào giai đoạn làm trái á, thì chúng ta để chúng ta ngừa triệt để cái thằng nấm khuẩn đó, thì bà con chúng ta sẽ sử dụng cái bạn này để rửa vườn luôn, rửa toàn bộ vườn luôn, sẽ phun lên lá rồi phun lên thân cây luôn ha bà con ha, làm sạch cái rong rêu luôn ha bà con ha. Và cái công dụng cốt lõi của nó là ngừa nấm và ngăn khuẩn ha bà con. Và cái cách sử dụng của nó thì như thế nào? Các bạn siêu áo giáp này, một cái chai như thế này là 1 lít, và ở cái dạng chế ở dạng là nước ha, theo công thức nano thì nó sẽ có một cái tính chất là lưu dẫn rất nhanh và bám dính rất mạnh, nên là quý bà con chúng ta khi sử dụng sẽ rất là tiết kiệm, và chúng ta sẽ sử dụng 2cc cho 1 lít nước. Tức là nếu quý bà con sử dụng một bình 25 lít để chúng ta phun thì chúng ta sẽ pha 50cc ha bà con ha. Thì một nắp như thế này á bà con nha, là 40cc nha bà con. Thì vì bà con sử dụng 50cc thì chúng ta sẽ đâm thêm một nắp một ít nữa, một cái phần tư cái nắp này nữa để được 50cc ha bà con ha. Thì vào mùa mưa thì tình trạng nấm khuẩn xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là đối với cái cây mít này nè bà con. Đặc biệt đối với mít thì thường hay bị cái vấn đề là bị vấn đề này nha, nó có sách nó có chứng đi. Bị cái vấn đề là bị sơ đen và bị nứt cuốn ha, nứt cái thúi cái cuốn và nứt cái màu trái ha bà con ha.
Thì nếu quý bà con chúng ta để mà ngăn ngừa được cái việc này thì chúng ta phải gọi là đi từ giai đoạn rửa vườn, và định kỳ là từ cái lúc mà nhú bông nhú cựa gà là chúng ta đã phải đi định kỳ cái này luôn. Và nếu mà để bà con triệt để luôn á, cái siêu áo giáp thì nó có tác dụng là ngừa là chính. Còn nếu bà con muốn là triệt để ngăn ngừa cái vụ sơ đen và nứt màu trái, thối cuốn trái luôn á, thì bà con chúng ta có thể kết hợp với cái bảng mixer đen này là chúng ta sẽ ngừa được 100% ha bà con ha. Và cái bảng mixer đen này thì ở dạng bột thì chúng ta sẽ khuấy đều trước khi chúng ta pha hai cái này chung với nhau trong một cái bình để chúng ta phun. Và đặc biệt á, đối với những cái cây mà bị xì mũ đó bà con, đối với những cái cây mít và bị xì mũ á, thì bà con chúng ta có thể pha cái dung dịch này thành một cái dung dịch đậm đặc. Chúng ta thể là vừa chớm là chúng ta sẽ lấy, chúng ta cạo cái xì mũ đó đi và chúng ta lấy cái cọ chúng ta quét lên để nó gọi là làm khô và diệt khuẩn cái vết xì mũ đó, và ngăn ngừa sự lây lan từ cái chỗ cái cây đang bị xì mũ đó tới những cái cây khác ở trong vườn. Và đồng thời chúng ta sẽ pha vô một cái bình 25 lít, chúng ta sẽ bắt đầu là phun lên trên lá luôn ha bà con ha, cái đó là định kỳ rồi. Còn những cái cây mà nào mà đột biến mà nó bị cái vấn đề xì mũ thì chúng ta sẽ pha và chúng ta quét lên cái vết thương đó, mà nhớ trước khi quét là phải cạo sạch nha bà con. Là cái thứ nhất. Đối với cái cuốn trái và màu trái thì bà con chúng ta cũng pha hai cái hỗn hợp này với nhau theo tỷ lệ 1:1 nhé. Và chúng ta sẽ tạo thành một cái hỗn hợp nó hơi sệt sệt, và chúng ta từ lúc mà bắt đầu nó đã thụ phấn và bắt đầu bao trái đó. Thì nếu đối với quý bà con nào mà không bao trái thì chúng ta sẽ từ cái lúc mà cái trái tầm khoảng là 4kg tới 5kg đó, thì chúng ta pha cái hỗn hợp này. Một là chúng ta phun, hai là chúng ta trên cái cuốn thì anh nghĩ là quét nó sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta pha vào trong một cái tô, chúng ta lấy cái cọ và chúng ta quét cái cuốn, từ cái cuốn tới cái màu trái, để mà sao ạ, tránh cái tình trạng bị nứt cuốn trái ha bà con ha. Bây giờ mít lấy nó hơi khó khăn một xíu, hồi xưa nứt cuốn một xíu là mấy bạn lái thì bạn vẫn mua, nhưng mà bây giờ luật chơi nó có vẻ khó hơn thì bây giờ nứt cuốn là người ta sẽ chê, người ta dạt xuống hàng mít kem. Thế nên bà con chúng ta là lưu ý là nên sử dụng cái siêu áo giáp và mixer đen này để quét lên cái cuốn trái và cái màu cuốn thiệt là sớm, để mà ngăn ngừa cái việc bị nứt cuốn mà không mong muốn đó bà con ha. Khi quét lên vậy thì vừa là ngừa khứa cuốn trái nè, vừa ngừa bị nứt đen cái màu trái nè hả bà con ha. Còn nếu quý bà con chúng ta dùng vôi thì rất là dễ bị sượng cái chỗ mà khi mà mình để vôi lên trên cái màu trái đó bà con, quét lên á thì nó rất là dễ bị sượng cái chỗ đó hả bà con ha. Nên là chúng ta cũng gọi là hạn chế cái việc này. Thì anh nghĩ là do bà con chúng ta chưa có giải pháp thôi, nên là bà con chúng ta tạm thời sử dụng cái thằng vôi. Còn bây giờ chúng ta đã có giải pháp là thằng siêu áo giáp kết hợp với mixer đen rồi, vừa ngừa sơ đen vừa chống bị thối cuốn trái và nứt cái màu trái, thì chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta quét các bà con ha. Nhớ là sử dụng vào chiều mát nha bà con nha. Hồi nãy tính nói gì nữa là cũng quên luôn rồi. Cách nó khoảng 1-2. Khi mà chúng ta phun á, để phun cho nó đều và tiết kiệm cái chi phí về nguyên vật liệu khi chúng ta phun á, và thì chúng ta phun cái bình á là đứng cách cái tàn ra khoảng 1.2 m thì nó sẽ rất là đều ha bà con ha. Và nhớ phun vào chiều mát, tại vì hai cái thằng này đều có cái đặc tính là lưu dẫn nhanh và bám dính mạnh, nên là chúng ta sẽ rất là tiết kiệm và nó sẽ lưu dẫn hai chiều đi lên đi xuống ha bà con ha, và sẽ gọi là duy trì cái tác dụng trong cái thời gian rất là dài, khoảng từ 7 ngày đến mười mấy ngày, để chúng ta có thể là, tại vì bà con biết là nhiều khi mà chúng ta xài á là mới xài lúc đó có tác dụng rồi sau đó hết xài, hạn như là sức kem chống nắng nó xài trong được có 6 tiếng đồng hồ thôi. Thì tương tự như vậy á, thì nếu mà thằng nào mà giữ được lâu, giữ được cái tác dụng chống nắng lâu thì thằng đó thắng đúng không? Thì nó thằng mít sơ đen và siêu áo giáp là nó có tác dụng như vậy. Nó là lưu dẫn hai chiều và lưu dẫn rất nhanh và bám dính rất mạnh, và nó sẽ tồn tại cái tác dụng nó trong thời gian khá là dài để chúng ta có thể ngừa được nấm khuẩn của mình. Quan trọng là ngừa ha bà con ha. Còn bị bệnh thì hai này kết hợp với nhau nó sẽ trị rất là tốt. Đặc biệt ở cây bưởi trong cái giai đoạn này á, và cái giai đoạn mưa dầm á, rất là dễ gặp cái vấn đề vàng lá thối rễ và bị gãy lá, lỡ lá, thối cái gãy lá, lỡ lá ha bà con ha. Một cái rất là nhức nhối với bà con trồng bưởi ruby á, hay vắng quanh hay hỏi quanh cái việc đó. Cái đó là bệnh nó thường gặp ở cây bưởi và cây dòng họ quang quýt luôn ha bà con ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng riêng cái bảng siêu áo giáp này để chúng ta phun lên trên lá để ngừa bệnh. Còn nếu mà nó đã bị bệnh rồi thì chúng ta sẽ phun định kỳ nó gần nhau hơn. Khoảng 7 ngày chúng ta phun một lần, còn để ngừa thì khoảng 10 ngày, 15 ngày. Còn đối với những cái cây con
đối với những cái cây con đó bà con, khi mà chúng ta bắt đầu mà bỏ cái cây con này xuống, trồng cái cây con này xuống dưới lòng đất mẹ, thì lòng đất mẹ hiện tại thì nó đang trong như thế này thì nó có vẻ ấm cúng nè, nhưng mà khi mà xuống dưới lòng đất thì nó có vẻ lạnh. Thì bà con chúng ta có thể là khi mà vừa trồng xuống thì chúng ta tưới cho bạn một cử hằng siêu áo giáp này để làm ấm cái bộ rễ và cũng như là ngừa cái nấm khuẩn đang tồn dư ở trong đất ha bà con ha. Thì một tuần sau thì chúng ta sử dụng tiếp Trico Humic và Humic Hoa Kỳ để kích thích rễ lên trở lại, thì chắc chắn là cây chúng ta sẽ phát triển rất là mạnh và rất là khỏe nha bà con nha. Hoặc là mình khi bà con mới mua cây giống về bà con phun cũng được đúng không? Khi đối với hàng siêu áo giáp này á, thì quanh cũng sử dụng để mà quanh phun, để mà tại vì nó ở dạng vi sinh, dạng sinh học, nên là quanh sử dụng cho tất cả các cây giống ở đây, đặc biệt là vào mùa mưa. Đối với cây bưởi, cây sầu riêng này kia là quanh đã phun từ hồi nhỏ rồi, nên là quý bà con khi chúng ta đem về, đem cây giống về mà trong thời gian mà chờ để mà trồng á, thì bà con chúng ta có thể sử dụng cái bảng siêu áo giáp này để chúng ta phun. Chúng ta bảo vệ cái bộ lá, nó ngăn ngừa cái khuẩn. Nói thiệt quý bà con cho ta chúng ta chứ cái nấm khuẩn nó quan trọng dữ lắm á. Bà con cũng như thấy cái con virus corona đó, nó tồn tại ở trong cái môi trường á, và nó biến thể, nên là nó rất là nguy hiểm, nó len lỏi mặc dù chúng ta không nhìn thấy nha bà con nha. Nhưng mà một khi nó đã bị tác động rồi, nó biểu hiện ra bên ngoài, nó rất là nguy hiểm. Nên là bà con chúng ta bắt buộc là chúng ta phải ngừa ngay từ đầu đó. Bà con thấy không, trời chuẩn bị mưa tới. Và khi mà thực hiện video này thì Quanh cũng chờ cái bối cảnh này, giống như đạo diễn anh diễn kêu action rồi mới diễn ha, là chờ cái bối cảnh này để quý bà con chúng ta thấy được rất là quan trọng. Khi mà mùa mưa thì nấm khuẩn nó xuất hiện rất là nhiều, và nếu bà con chúng ta chỉ cần lơ là chút xíu thôi và chúng ta ỷ y một chút xíu thôi, thì có thể là ngày hôm sau hoặc là hai ngày sau ra vườn là thấy ôi lá nó cháy, nó lỡ lá nó cháy lá hết trơn ha bà con ha. Nên là chúng ta nên sử dụng sản phẩm này định kỳ để chúng ta ngừa ha, ngừa nấm và ngăn khuẩn nha bà con nha. Đây là một vài cái chia sẻ của Quanh để mà phòng ngừa các cái vấn đề về thối trái, rồi ghẻ lá, rồi ghẻ trái, rồi vàng lá thối rễ. Đặc biệt là bị sơ đen, thối màu trái, thối cuốn trái, nứt cái màu trái ở trái mít, thối cái trái sầu riêng và ghẻ trái ở cái trái ổi nha bà con ha. Bà con chúng ta lưu ý ở trái lựu thì bà con cũng, cây lựu thì chúng ta cũng sử dụng thường xuyên cái sản phẩm này ha bà con ha. Lựu đó cũng gặp tình trạng tương tự. Ok quý bà con, Quanh nghĩ là đây là một vài cái sự chuẩn bị của siêu thị cây giống cùng với các bác nông dân lão sư mà đã đi cùng với siêu thị cây giống trong suốt thời gian qua, đã chuẩn bị cho quý bà con chúng ta một cái áo giáp, một cái trang bị, một cái áo giáp để chúng ta có thể gọi là bất khuất trước mọi hoàn cảnh trong cuộc sống đó bà con ha. Thế nên là hãy trang bị cho cái vườn cây của mình, để cho cái vườn cây của mình lá luôn xanh tốt, lá luôn nhẵn ha bà con, không có lá nào bị ghẻ, không có trái nào bị lỡ hết bà con ha. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Quanh nghĩ là trong nội dung video này thì cũng đã thể hiện rất là rõ được cái nội dung thông tin về cái sản phẩm này. Nếu quý bà con chúng ta còn thắc mắc nữa thì chúng ta cứ gọi vào số hotline hiện trên màn hình để các bạn chuyên viên có cơ hội được đồng hành cùng quý